đèn tranh led trên hình này đẹp đấy mà không biết thực tế như thế nào nhỉ. Mình đã đặt ba mẫu khác nhau, hình con hươu, con cá và con na, nhưng mà mình ưng nhất là con cá tại vì nó trùng tông với là cái tường của mình. Bên trong nó có một bo mạch led được gắn một khung kim loại, còn cái viền ở ngoài là làm bằng nhựa nha các bạn. Mình thấy nó mạ một lớp màu bạc rất là đẹp. Đây là lúc chưa bật điện lên, hình nó tông sệt tông với là cái tường của mình. Trong ba mẫu thì mình chỉ ưng mẫu này nhất. Đèn này có ba chế độ sáng, trắng, vàng, ấm. Đây là lúc mình quay cận cảnh. Wow, đẹp từng centimet luôn các bạn à. Mình thấy từng cái vảy của nó luôn. Riêng mình thấy bức tranh này thì bật điện hay không bật điện đều đẹp. Còn đây là bức tranh con hươu. Mình thì không thích mẫu này lắm, nhưng mà không biết có bạn nào thích mẫu này không. Đèn này cũng có ba chế độ tương tự. Trong ba bức tranh này, nếu là bạn sẽ chọn mẫu nào?